Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video của Phan Hoa. Và trong video này thì Hoa sẽ chia sẻ cho các bạn cách lựa chọn kem thoát mỡ làm sao để đạt hiệu quả cũng như là an toàn nhé. Việc mà chúng ta giảm mỡ bụng ấy, bằng kem thoát mỡ là một trong những cái xu hướng mà được rất là nhiều người yêu thích cũng như là sử dụng. Tuy nhiên thì không phải chị em nào cũng có cái sự lựa chọn cũng như là biết lựa chọn cho mình những cái sản phẩm chất lượng an toàn và hiệu quả. Thông thường thì là mọi người thường hay dựa vào quảng cáo này hay là mua theo một cái ai đó. Chính vì vậy nó không những không hiệu quả mà còn rước họa vào thân. Đấy. Và ngày hôm nay thì Hoa sẽ chia sẻ cho các bạn một số những cái tiêu chí để làm sao mà chúng ta lựa chọn ra sản phẩm kem tán mỡ không chỉ chất lượng, an toàn mà hiệu quả. Thì cái tiêu chí đầu tiên phải kể đến đó chính là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Khi mà chúng ta đi tìm hiểu chúng ta muốn mua cái sản phẩm kem thoát mỡ thì chúng ta cần phải mua ở những cái thương hiệu uy tín này, tránh cái việc là hàng giả, hàng kém chất lượng, những cái hàng trôi nổi trên thị trường. Bởi vì nếu như mà chúng ta mà mua những cái hàng kém chất lượng này đấy thì nó sẽ không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái làn da của chúng ta nhé. Đấy. Cái tiêu chí thứ hai đó chính là có nguồn gốc. Cái tiêu chí thứ hai đó chính là được chiết xuất từ những cái nguyên liệu tự nhiên, ví dụ như là chiết xuất từ hoa tulip này hay là gừng này hay là ớt này hay là trà xanh này, thì những cái thành phần này nó sẽ giúp cho cái việc là tiêu mỡ, nó sẽ giúp cho cái việc tiêu mỡ và giúp cho cái làn da của chúng ta, cái vùng bụng của chúng ta săn chắc, thon gọn lại nhé. Cái tiêu chí thứ tư đó chính là kem tan mỡ còn hạn sử dụng, kem tan mỡ còn hạn sử dụng. Cái việc mà chúng ta thông thường ấy thì là hầu hết tất cả các sản phẩm, kể cả những cái sản phẩm mà chúng ta mua những cái sản phẩm ở trên thị trường ấy thì hầu hết các sản phẩm nào nó cũng hay còn có hạn sử dụng. Đấy. Tuy nhiên thì là cái việc mà chúng ta lựa chọn cái kem tan mỡ thì rất là quan trọng về cái hạn sử dụng, bởi vì dù cái sản phẩm có chất lượng tốt đến mấy nhưng nếu mà cái hạn sử dụng nó không còn hoặc nó hết đát đấy thì nó sẽ trực tiếp những cái thành phần có trong đó nó sẽ gây ra biến đổi, nó sẽ biến đổi chất ở trong đó và nó sẽ cũng gây hại cho da. Chính vì vậy cho nên là các bạn lưu ý giúp Hoa là hãy xem kỹ hạn sử dụng ở trên bao bì của sản phẩm nhé. Đấy. Và tiếp theo đó là cái tiêu chí thứ tư đó chính là chúng ta hãy lựa chọn kem tan mỡ theo những cái lời khuyên hay là những cái từ phản hồi từ phía các khách hàng, từ phía các khách hàng. Đấy, chúng ta có thể là nhờ những cái lời khuyên từ bạn bè này hay những cái đồng nghiệp này, hay là chúng ta có thể là lên diễn đàn này, quát trẻ thơ hay là ở trên YouTube để chúng ta xem những cái phản hồi từ phía khách hàng khi mà họ sử dụng sản phẩm hiệu quả như thế nào, ra làm sao, thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể căn cứ vào những cái feedback, căn cứ vào những cái lời chia sẻ từ đồng nghiệp, bạn bè để chúng ta đưa ra những cái lựa chọn kem tan mỡ tốt nhất cho mình nhé. Đấy. Thì vừa rồi thì Hoa cũng có chia sẻ cho các bạn về bốn cái tiêu chí khi mà chúng ta lựa chọn kem tan mỡ. Chắc chắn rằng thì những cái kiến thức này cũng sẽ giúp cho các bạn hoàn toàn có thể là lựa chọn cho mình những cái sản phẩm an toàn, sản phẩm chất lượng cũng như là đạt hiệu quả cho cái việc mà giúp cho cái việc giảm mỡ bụng của chúng ta một cách hiệu quả. Các bạn mà thấy cái video này hữu ích thì các bạn hoàn toàn các bạn like này, các bạn chia sẻ và các bạn đăng ký kênh để làm sao cập nhật những cái thông tin mới nhất từ Phan Hoa Dr. Lacy nhé. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo. Các bạn hoàn toàn các bạn cũng có thể là inbox hoặc các bạn cũng có thể gọi trực tiếp qua Zalo cho Hoa 0909 537 868 để được Hoa hỗ trợ cũng như là giải đáp thêm về những cái vấn đề mà liên quan đến giảm mỡ bụng hay là điều trị nám này mụn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn tại các video tiếp theo. Xin chào.